Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Úc Đồng Tháp cũng như là Một Đồng sẽ cùng với Úc Nhất và anh Tú để mua chiếc xe gắn máy cho Úc Nhất. Theo dự định ban đầu quá thì sẽ mua một cái chiếc xe cũ. Tuy nhiên giá tiền của một chiếc xe cũ so với một cái chiếc xe mới nó chênh lệch không có nhiều, khoảng tầm 7 triệu. Thì Bùi Hồ quyết định sẽ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân để mà mua cho Úc Nhất một cái chiếc xe gắn máy để mà Úc Nhất có thể tiện việc đi lại. Úc Nhất ơi thì ngày hôm nay cái cảm giác như thế nào rồi? Úc Nhất cũng mừng cơ. Không có cái chạy đi làm được. Bây giờ tạm trạng thái đỡ lại chưa? Sức khỏe nè. Sức khỏe thì nó đỡ lại rồi. Đỡ lại rồi ha. Thôi mua thấy cũng còn đi nắng, hình như là hơi bị say nắng lại đúng không? Không đi xe là nó cũng như nó muốn say sóng lại. Vậy hả? Thấy mặt cũng hơi ấy. Nó hơi đi xe cái nó hơi đưa nó hơi mệt lại. Rồi bây giờ chắc có lẽ là hỏi anh Tú tí. Úc Nhất có chia sẻ rằng là nói với lại anh Tú là ở đây với tao sao? Bây giờ còn có tao với cha đó. Với nó cũng như thôi, cũng như ở trong vậy này, ở chung với anh đi, còn có mình đằng này với cha. Đâu nói ảnh thử cho anh. Cưng chịu gì về đây không? Ở tỉnh để mà các phụ coi nhà, cắt nhà tiếp rồi. Vậy hả? Tự không ấy thì ở đây có mấy anh em với cha hủ hỉ. Tại vì như anh cũng sắp sửa đi làm rồi, thì có bỏ cha của mình một cái thấy ông thù nghiệp. Tính cho cưng tá lui với cha vậy đó. Rồi cho cha ông đỡ buồn. Để em ở tỉnh để mà ở ngủ coi chừng nhà chừng nào ngoái tôi về. Khoảng 3 đêm, cách ngủ 3 đêm cái tôi về dưới này vậy đó. Rồi, tại vì tôi biết cái khoảng cách tôi đi về vậy đó. 3 đêm. Ngủ 3 đêm em thấy cái rồi em đi về dưới này em ham. Thấy không tội nghiệp anh Tám với lại cha sao? Kêu vợ xuống này ở. Không có được. Bị em ở tên để mà coi chừng nhà đó. Để ngủ 3 đêm rồi em về dưới này đi lễ vậy đó. Sao anh nói là mình cứ đứng sang bên để cho thợ làm mà? Có cái đó là cái phần quà đó là để giao cho thầy hợ làm. Có để cho thầy hợ nó làm cho chắc ăn để mình gỡ vô vậy. Ngày hôm nay là mua cho anh Tám một cái con ngựa sắt. Biết con ngựa sắt không? Dạ biết. Là sao? Là anh tâm tạng cỡ. Anh tâm tạng cỡ thì sao? Anh tâm tạng cỡ con ngựa sắt chạy. Chạy. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi có công chuyện gì đó. Sao anh biết ông tâm tạng nữa? Dạ biết. Thường coi phim Tây Du Ký hoài mà sao. Biết anh tâm tạng luôn ha. Dạ. Kêu bằng gì? Anh tâm tạng. Anh tâm tạng. Dạ. Anh cỡ đi đâu? Cỡ đi để mà có công chuyện của ảnh vậy đó, mình đâu có biết được. Sao ảnh không chịu đi bộ mà ảnh đi con ngựa sắt? Tại vì con người của ổng là quý động. Quý động nên người ta mới dùng, người ta mới cho người ta mới cho ổng con ngựa. Để mà cho người ta, cho ổng đi tu hiền vậy đó. Vậy là anh Tám? Thì anh Tám thì cũng y gan như ổng vậy đó. Y gan như ai? Như anh Tâm Tạng vậy đó. Mình đóng tuồng như vậy đó. Cho nó khỏe thánh thân. Vậy là anh Tám là anh có đi tu không? Dạ anh Tám cũng như đi tu khăn, cũng ra như ổng vậy đó. Như đóng vai gì thôi chứ mình nói là tới ra là ảnh đóng vai gì thôi. Đóng vai với để mà như anh Tâm Tạng gì cho nó khỏe thánh thân vậy đó. Nhưng mà thật ra là anh Tám sử dụng con ngựa sắt đó để làm gì? Cử ngựa sắt để đi kiếm chỗ mà nơi an nghỉ vậy đó. Giống từ gì an nghỉ coi á. Nơi an nghỉ mà để mà cho có sự mà gió nó cho có cái bóng cây đó. Mà mình tốn mình nấp để mà mình để mà cho gió đồ hiu hiu để cho mình ngủ ngơi cho nó khỏe thân thân vậy. Cái con ngựa đó là nó ăn cỏ hay là sao, nó ăn gì? Con ngựa hả? Con ngựa thì cũng như là nó ăn ba cái món ăn mà nó thích ăn đó. Ví dụ như ăn cỏ đế. Cái gì nữa? Ăn cỏ đế. Nó có uống cà phê không? Dạ không, nó ăn cỏ đế thôi mà. Dạ, sao nó không uống cà phê? Dạ cà phê nó đâu có biết uống, nó là loài thú. Loài thú mà nó đâu có biết. Dạ. Dạ nó
đâu có biết nghe đâu. Chỉ ai mới biết uống cà phê? Chỉ là loài người của mình mới biết uống cà phê. Uống cà phê để chi anh? Để mà cho mình vô quán được mà mình nghỉ ngơi uống cà phê cho nó khỏe cái tánh thân của mình vậy đó. Cho con người của mình nó vui vẻ lên. Bữa nào anh Tám có con ngựa sắt, có mượn con ngựa của anh cỡ đi uống cà phê không? Dạ anh Tám hả? Dạ được. Anh Tám mượn thì chắc đã cho. Không, anh mượn con ngựa của anh Tám kìa. Dạ, mượn con ngựa của anh Tám hả? À. Ừ, để nữa hỏi anh Tám nha. Hỏi rồi. Cho anh Tám. À. Hỏi lại. Cho anh Tám. Cho gì? Cho con ngựa. À. Để mà mình cỡ đi nơi khác. Ừ. Vậy là thích con ngựa sắt không? Dạ, thích. Vậy hả? Có chúc mừng anh Tám gì không? Dạ, chúc mừng anh Tám cho em con ngựa. Cho mượn thôi. Thầy vậy chúc mừng anh Tám cho em mượn vậy đó. Ừ. Dạ. Mà con ngựa này biết ai ban tặng cho anh Tám không? Con ngựa hả? Anh Tâm Tạng. Anh Tâm Tạng nào ban tặng cho anh Tám? Thầy cũng như là cái tiếng cái lời ăn tiếng nói của mình, kiểu như là mình vô đây vô tâm bán mình nói cũng như là giả tạo. Cái chuyện không có mà, nhưng mà anh em mình đặt ra giả vờ đóng vai anh Tâm Tạng gì không? Nhưng mà anh Tâm Tạng là có thiệt không? Chứ thật tới ra anh em mình nó cũng không có giống anh Tâm Tạng gì cho mấy. Giữa chỗ như mình vô quán mình vui vẻ, mình muốn đặt cái câu chuyện nó ra để mình để giữa bàn để mà mình nói chuyện qua lại cho nó vui thôi. Đúng không? Chứ thật tới ra mình khác hơn anh Tâm Tạng, nhưng mà cái này mình đóng vai với anh Tâm Tạng thôi. Khác chỗ nào? Khác cái gương mặt của mình đó. Gương mặt của anh Tâm Tạng thì sao? Cái gương mặt của anh Tâm Tạng nó khác, còn cái gương mặt của mình đó nó khác. Ví dụ? Hai bên nó khác nhau. Hai cái khoảng cách nó khác nhau. Là gương mặt của anh Tâm Tạng nó khác, còn gương mặt của mình nó khác. Gương mặt khác ở chỗ nào? Ví dụ? Khác là cũng như là con người của mình đó, nó cái mặt của mình nó sanh ra, cha mẹ của mình sanh ra nó không giống anh Tâm Tạng như thế. Anh Tâm Tạng đẹp không? Dạ, anh Tâm Tạng đẹp. Đẹp ha. Dạ. Rồi biết anh Tâm Tạng rồi biết ai nữa? Không, ngoài ra em không biết ai nữa mà. Em biết có mình anh Tâm Tạng. Trong phim Tây Du Ký biết mình anh Tâm Tạng à? Dạ. Rồi không biết ai nữa? Dạ, biết anh Tâm Tạng. Đầu đệ của Tâm Tạng. Đầu đệ Tâm Tạng là Bắc giới xe tăng. Còn ai nữa anh? Tài Hiên. Bắc giới thì sao? Bắc giới là kiểu như ổng heo để mà bảo vệ, để cho ổng tu hiền vậy đó. Tu hiền để mà cho ổng qua cái kiếp nạn. Qua cái kiếp nạn có khi ổng cũng như là con người của ổng cũng như là hồ cha sanh mẹ đẻ ra đó. Ổng cũng như là ổng mắc kẹt cái nạn gì đó, mình không biết, ở trong cái khoảng cách ở trong con người của người ta. Nên ba thằng đó nó heo nó che. Ba thằng nào? Ba thằng đại tử của ổng. Thằng nào nó giỏi nhất? Là anh Tài Hiên. Anh Tài Hiên. Sao lúc kêu bằng anh, lúc kêu bằng thằng? Kiểu cái đó hả? Cái đó kêu bằng gia dế, bằng anh Tài Hiên. Là người ta đặt cái tên là có gì anh thấy anh Tài giỏi, cái khoảng cách mà che anh Tâm Tạng quá giỏi đi. Nên người ta mới đặt gọi là Tài Hiên đó. Là che giỏi quá. Che giỏi quá nên ta đặt ảnh tên là anh Tài Hiên. Ảnh che chỗ nào mà giỏi? Là che là cái khoảng cách của ổng là cũng như là ảnh sáng tác ra quá giỏi, cái bản thân của ổng hoạt động quá giỏi đi. Ổng mới che anh Tâm Tạng được. Hoạt động cái gì? Hoạt động cũng như khoảng cách mắc nạn này nặng nọ đó. Là ổng gỡ ra cho anh Tâm Tạng được cái đơn. Gỡ ra được hết à? Dạ, gỡ ra chắc là được. Anh với lại anh Tám thì ai là Tâm Tạng, ai là Tài Thiên? Đóng vai á? Đóng vai hả? Đóng vai thì em là anh Tâm Tạng. Còn anh Tám? Tám là Tài Hiên. Vì sao? Em là phong cách của em là hiền hậu. Còn anh Tám? Anh Tám thì ổng là cái người mà che thân vậy thôi. Che bản thân cho em vậy. Thôi bây giờ mình sẽ đi mua con ngựa sắt cho anh Tâm Tạng ha. Dạ.
Bùi Hồ cùng với là Út Nhất cũng như là các anh em có chọn một cái chiếc xe đó là Wayne Pha, và Út Nhất thích màu trắng như hôm trước mà Bùi Hồ cùng với Út Nhất cũng có đi lựa chọn rồi. Sao chiếc này được không? Chiếc xe màu trắng đó. Tháo khẩu trang ra đi cho khỏe. Thích không? Út thích màu trắng. Đây là bạn Diễm mà hôm trước Bùi Hồ có quay một cái đoạn clip để mua xe á. Diễm ơi, chiếc xe này là em nói giá cả rồi ga số rồi luôn là bao nhiêu Diễm ơi? Giá xe này là 19 triệu 500 á anh. 19 triệu 500. Ủa hôm trước nghe nói 19 mà. 19 là nếu như mua cái đời 23, đời 23 thì nó là 19 rồi. 19 là dưới này ha. Cái này là nó là màu bạc. À. Cái này là đời mới bây giờ. À có hai đời, một cái chiếc 19 và một cái chiếc 19 500. Đâu 19 nào cho anh coi với. Có loại màu trà bạc nguyên cái luôn. Là 23, còn kia là mới ra luôn đó đúng không? À, trong đó này mà bạc này có. Có nghĩa là trắng nhưng mà cái vẻ hồi cái này là vẻ bạc. Vẻ trắng vẻ. Vậy cũng được nữa. Vậy là lấy chiếc nào nè? Lấy cái chiếc màu đó 19 đi. Vậy là ra biển số luôn ha. Dạ, bấm biển số, tốn thêm cái mấy biển số trong men nữa là xong ha. Biển số khoảng bao nhiêu ta? Khoảng 200 ngàn. 200 ngàn. Rồi hôm nay mua xe là chạy xe dài luôn. Dạ. Rồi sau đó là đến ngày bốc biển số thì qua bấm. Chừng nào bốc biển số em liên hệ với mình. Rồi mình có mặt tại công an xã của mình ha. Rồi bên em có người đem hồ sơ qua bển hướng dẫn bấm biển số. Rồi có bớt gì không? Rồi có khuyến mãi gì không? Hiện tại thì Honda đang có chương trình khuyến mãi của mình á. Tặng mình cái cạc điện thoại 500 ngàn ha. Thì khi nào anh có cái giấy xe anh đem giấy xe qua đây. Rồi em sẽ kết quả cái cạc điện thoại cho mình. Tặng một cái thẻ cào 500 ngàn. Còn xăng là ổ nhớt rồi sao? Xăng thì em đổ mình lít á. Có thì sao hình ghét cái xăng có thêm thì mình nhìn em. Nhớt Nhớt thì có sẵn trong xe. À rồi sao? À, gì cũng được. Vậy là quyết định là lấy cái chiếc màu trắng 19 triệu. 19 triệu. Cánh gì? Bạc ha, cánh bạc 19 triệu. Ừ. Rồi ok em ra xe giùm anh cho anh coi luôn. Thế nào rồi? Dạ con ngựa chắc này rất là đẹp. Dạ. Dạ đẹp. Giống ngựa sắc tâm tạng cỡ không? Giống chỗ nào ngựa kia bốn chân mà ngựa này có hai chân thì nó cũng hai loại thì nó cũng ghê với nhau vậy hả? Dạ. Anh thích con nào anh lựa thử coi. Thích con nào đâu? Con này. Dạ. Ừ vì sao? Nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Dạ. Giống như anh Tâm Thận. Biết cỡ không? Dạ biết. Biết không đó trời. Dạ biết. Thiệt không? Dạ. Biết cỡ thì mua cho, còn không biết cỡ thì thôi. Dạ biết. Hay là cỡ của anh Tám đỡ? Dạ biết. Bây giờ biết là sao? Dạ biết chạy. Biết chạy. Ngựa mà chạy hay cỡ? Dạ cỡ. Ngày hôm nay qua đây thấy vui không anh Tuấn? Dạ rất là vui. Dạ rất là vui sao nói nghe. Rất là vui là cũng như được cái chị ba bán xe nè. Bà cũng phù hộ cho mình qua đây để mà có cái nhịp để mà mua của chị vậy đó. Sao phù hộ dữ vậy? Biết bà là cũng như bà độ. Bà còn sống mà sao phù hộ? Thì bà độ cũng như là cho năm anh em mình qua đây để mà mua xe của bà ấy. Bà cũng phù hộ bà độ cho mình. Bà độ cho mình hay là sao? Bà độ cho mình qua. Không phải, tiền này là mấy chị ở nước ngoài gửi cho, còn bà này là chị bà giới thiệu chiếc xe cho mình thôi. Thì bởi vậy nhưng mà có bà cũng độ cho mình có tiền để mình qua đây để mình mua cô ải vậy đó. Chứ bản thân mình cũng đâu có tiền đâu. Nước ngoài mấy cô ở Mỹ, ở Úc đồ gửi cho đó. Thì bởi vậy ở miền ngoài. Ở miền ngoài gửi vô cho để mà mình qua đây mình mua xe để mà cỡ cho giống anh Tâm Tạng. Chiếc xe này bắt ốc ngon không? Dạ ngon. Cỡ vô đồng bắt ốc. Dạ. Cái này với lại chiếc xe hơi là thích chiếc nào? Dạ chiếc này đẹp. Nhưng mà thích chiếc xe hơi không? Không, xe ngon gì, giống gì là đẹp. Ừ. Này bắt ốc tới 10 năm chưa được luôn á. Dạ. Có xe này có chở vợ, chở con đi thăm gió không? Dạ, chạy đi tham quan. Tham quan. Dạ. Giữa chiếc xe và cái máy quay phim chụp ảnh này thích chiếc nào? Hả? Giữa chiếc xe và máy quay phim chụp ảnh thích cái nào? Thích chiếc xe rồi. Bây giờ không thích máy quay phim chụp ảnh nữa hả? Dạ thích chiếc xe. Ừ. Chiếc xe chạy. Ờ cái này là có đặc chuyện không đó? Dạ không. Hồi đó anh nói anh thích đi bộ mà. Ừ. Dạ giờ như mình mua xe để mà dựng vô nhà mình cho đẹp chứ. Dựng thôi. Dạ. Trưng bày thôi. Dạ. Chứ mình không có chạy. Dạ. Ừ.
Lát nữa em đưa chiếc xe cho anh chạy thử rồi được không? À, cho anh chạy nha. Dạ. Ừ, trời ơi, xứng này chạy mất hàm răng không? Dạ không. Dạ không. Ông muốn à, cũng như là mình lên xe mình cởi cho giống anh Tâm Tạng. Đâu đâu, cởi thử coi. Dựng cái đó leo lên thử coi. Ồ. Biết luôn hả? Ồ, nhìn đẹp trai dữ trời. Nè, giảm đây canh Tú, giảm cái trời trời, đẹp trai dữ trời. Ồ. Rồi đây, bật xe lên sao đâu? Bật xe lên sao đâu? Rồi đưa đây em cầm cái khẩu trang cho. Bật xe lên sao? Rồi. Đứng đợi nha anh. Không có đợi, đợi đợi nữa coi. Có bình đâu đợi. Rồi tắt đây, tắt đây. Chưa có bình. Mới chưa bình luôn. Ồ vậy là anh biết chạy xe thiệt. Anh biết chạy xe không? Biết. Dạ biết đụng lộn mấy lần. Đụng lộn mấy lần. Sao anh Tám anh nói vậy à? Hôm nay cũng như là em mua em dựng vô nhà coi cho đẹp chứ em đâu có đụng lộn. Đó mình là con người giống anh Tâm Tạng không? Coi xảy. Mua dựng vô nhà cho đẹp chứ không có đụng lộn. Dạ không. Sao anh Tám lại đụng lộn mấy lần rồi? Dở vậy, mình mua để mà mình dựng chân ở trong nhà coi cho nó đẹp như giống anh Tâm Tạng vậy đó. Hồi đó là mình có đụng lộn không? Dạ không. Ê hả? Dạ. Thôi anh chạy nguy hiểm lắm đúng không? Chạy đâu được đâu. Ngồi để cho giống anh Tâm Tạng. Ừ. Nữa có đặc chuyện không đó trời. Dạ không. Dạ hả? Dạ. À. Bây giờ có về cầu nguyện đi, có chiếc xe dạ. Chạy đi đụng lộn. Dạ, chạy đi tham quan. Tham quan. Hả? Đi tham quan chứ không có đụng lộn. Nói vậy chứ là anh không có chạy xe được đâu. Dạ, để dạ. Xe cho anh Tám chạy thôi. Ờ, đây là một cái chiếc xe mới. Mà cái chiếc xe này á, mình phải gắn thêm cái chỗ này, ba ga để đồ. Bắt buộc rồi. Và một cái bảo vệ ngay chỗ này để cho nó chân nó không bị phỏng đó. Thì này là 200, này là 30 là 230. Mà xe loại ở bây giờ nó loại đèn là công tắc nó cứ cháy xuyên suốt. Nên thành thử là mình phải chế lại cho nó không cháy vào ban ngày. Thì cái này là, em ơi Diễm ơi, cái này là 180 hả? 180, cái này là 200, 30, 230, 401. Thôi làm luôn đi ha. Làm luôn cho anh đi. Rồi, rồi dắt đi anh. Ông Nhất chịu xe này không? Chịu xe này hay là chiếc kia? Cái chiếc hồi nãy màu đen với là cái chiếc này là thích chiếc này đúng không? Chiếc này 19 triệu được. Ừ. Rồi bây giờ đợi anh này anh làm tí xíu nữa ha. Vậy mình vô trong mình. À, đây là cái hóa đơn của cái chiếc xe này của bác anh chị là 19 triệu. Rồi tiền ba ga bảo vệ công tắc là 410. Ở khách trả là 19 triệu 410 ngàn luôn. Vậy như vậy là tổng cộng cái số tiền của xe ống nhất á, là 19 triệu 410 ngàn. Chưa bao gồm cái phí của cái biển số xe đó. Thì đang đợi thợ gáp một tí xíu nữa thì sẽ đưa xe về nhà luôn. Rồi khoảng gần một tuần lễ nữa thì sẽ có bản số cho xe ống nhất. Ống nhất cắm này ống nhất rồi. Rồi đó, xong rồi đó. Có... À, xong đó hết rồi. À, cái này mình giữ ở giữ ở đó rồi nữa người ta mới đem lại bản số xe là xong rồi. Ừ. À, thế anh Tám có chiếc xe mừng không? Cảm ơn anh Tám. Mừng vui vẻ cho anh Tám. Ừ. Cảm ơn ai? Cảm ơn mấy chị ở nước ngoài. Ừ. Vậy là mừng rồi ha. Dạ. Chút xíu nó chạy xe về luôn nha. Dạ. Chút mình Tú chạy luôn đi. Chạy em về được không? Dạ. Biết chạy không? Dạ biết. Ừ, ấy chạy. Kiểm tra xe định kỳ, mấy thằng sau là 6 tháng kiểm tra xe định kỳ là. Nào tới đợt kiểm tra, cứ gọi bên em, cứ gọi hợp đồng cho mình ha. Rồi xe cứ mình được không ha. Bảo hành mấy năm? Xe bảo hành cho mình 3 năm hoặc là 30 ngàn km. Cái nào đến trước là mình sử dụng cái đó trước. Ừ. Vậy là trong quá trình bảo hành thì thay nhớt sao? Ừ, mình thay nhớt là tốn tiền. Tại vì nếu có chương trình thay nhớt thì bên em sẽ gọi cho mình. Còn nếu không thì mình thay tốn tiền. Nghe là kiểm tra, như là kiểm tra máy móc. Nào nào trong bảo hành nó sẽ bảo hành cho mình. Còn nằm ngoài bảo hành đó thì thay nhớt mình chạy sau này hao mòn tự nhiên thì thay nó tốn tiền. Coi xe đầy đủ chưa? Đủ rồi. Anh Út kiểm xe cho kỹ đi rồi. Cái này là sửa lại nè, 180 ngàn nè. Không phải là sửa, gọi là chế lại.
Con tắt này nó tới 3 móc lận. Cái móc cuối cùng này là tắt luôn nè. Ở trên này là pha và cút. Rồi, dắt xe ra chạy đi, chở anh Tú đi, hai anh em đi về chứ. Trời ơi trời. Alo ơi, tôi dán cắt đi, cắt gửi xe rồi. Bên ơi, có đồng tiền không? Sao anh? Chậm chậm thôi nha. Ôi trời, từ từ. Hôm nay là đi xe cùng với anh Tám này sao? Thấy y gan như anh Tâm Tạng. Dạ. Dạ. Ừ. Ở ngựa đồ đẹp. Đẹp ha. Hồi nãy anh nói cái gì mà ôm eo là sao ta? Anh Tám gì? Coi như mới vừa qua là mình anh Tám đi qua bên hãng xe để mà cởi con ngựa về giấu thịt anh Tâm Tạng. À, cũng như ý mình nói lời ăn tiếng nói mình đặt chuyện ra mình nói cho nó vui vẻ vậy đó. Giống như anh nói đi đám cưới thì sao? Đi đám cưới mà chạy xe rước dâu về nhà. Là ai rước ai? Rước anh Tám về nhà. Dạ. À. Vui không? Dạ vui. Có mừng cảnh không? Dạ mừng. Mừng sao? Mừng cũng như anh Tám được mua xe qua hãng mua xe vậy đó. Dạ. Mừng cho anh. Dạ. Có mơ muốn có lấy xe anh chạy không? Dạ không. Rồi. Xe của ổng để cho ổng chạy đâu có dám lấy. Dạ ha. Mình lấy là sao? Xe ai nó chạy để cho ổng chạy. Lấy xe đó chạy đi bắt ốc. Hả? Rồi để cho ổng chạy. Dạ ha. Rồi. Hồi sớm qua bên đó là có thấy có gì vui không? Dạ vui được mà để mà qua bển mình mua được chiếc xe để mà cởi về cho giống anh Tâm, cho giống anh Tâm Tạng. Nhà anh Tám, thấy anh Tám bữa nay là anh Tám anh giàu chưa? Dạ anh Tám chắc là giàu được, giàu có quá mới mua qua bên đây mua xe chứ. Dạ anh giàu đó ha. Dạ. Ảnh bây giờ sung sướng không? Dạ sung sướng được mà mấy cái người cô gì ở nước ngoài gửi vô cho để mà qua đây, để mà qua bên hãng xe để mà mua xe vậy đó. Anh với lại anh Tám là ai? Ai bây giờ giàu hơn? Dạ anh Tám. Anh Tám? Dạ. Còn anh? Tôi thì chưa có biết trước. Dạ. Không có biết. Dạ. Chưa biết trước là sao? Chưa biết trước là cũng như mình chưa đi sắm xe đó, rồi mình không có biết được. Không có biết ngày nào mà mình đi mua vậy đó. Dạ. Dạ. Anh khôn quá anh Tú. Dạ. Anh khôn quá rồi. Anh khôn như anh như bên xóm em đầy luôn á. Dạ. Dạ. Giờ em có muốn mua xe không? Nói tiếng gì coi. Dạ, dạ muốn. Rồi nói tiếng gì coi. Nói tiếng Anh là cảm ơn anh. Cảm ơn anh để mà mua xe cho em. Anh gì? Anh tên gì? Người bạn của mình mua cho mình chiếc xe để mà chạy. Rồi em là tên gì nhớ không? À, anh Tâm Tạng. Còn tên gì hồi trưa anh đặt á? Thì anh Tâm Tạng là hiện từ mới mua được chiếc xe để mà tên anh hai á. Ý nghĩa mình muốn nói là coi như là anh là người hiện từ để mà mua xe là đã mới được mua xe là cho nó giống anh Tâm Tạng vậy đó. Là con người của mình hiện từ mới mua được, hiểu không? Là anh tên gì? Anh tên Tú. Em á? Tên anh hai. Anh hai gì? Anh Hai Minh. Dạ. Dạ. Còn tên gì nữa mà anh nói nghe kỳ kỳ? Thì tên anh Hai Minh. Còn tên nữa? Còn tên nữa? Thì hai tên là anh Hai Minh với anh tên tên gì? Anh Út hả? Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Hai Minh là hai tên. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Tên anh Tuấn. À, nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh Tuấn là cái tên khó nghe phải không? Dạ cái tên khó nghe. Nghe thấy nó buồn quá hả? Tên thơm không? Dạ thơm. Thơm gì? Thơm mùi chiếc xe. Anh Tuấn làm hết. Làm hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Các anh em muốn kêu hôn ở cái anh Tám để thể hiện tình cảm không? Thể hiện tình cảm anh em. Mà sao thơm một chiếc xe là sao? Này cũng như giữa chỗ mà xe mới bên hãng mới mua về, cũng như mình đặt câu chuyện ra để mà mình nói hôm chiếc xe. Còn vợ là thơm mùi gì? Hả? Hôn vợ là thơm mùi gì? Hôm mùi sầu riêng. Sầu riêng là sao? Sầu riêng là mấy cái người mà hay buôn bán ở trên chợ, hay bán ba cái tái sầu riêng kiểu gì đó. Ừ. Là hay bán mấy tái đó ăn thơm. Thơm lắm hả? Dạ. Là vợ thường ăn sầu riêng hay sao? Dạ, thường thường hay ăn sầu riêng. Dạ ha. Dạ. Là nên thơm mùi sầu riêng. Dạ. Còn anh Tám? Anh Tám thì thơm mùi chiếc xe. Còn ông Ba? Ông Ba thôi hả? À, hôm mùi nhãn. Sao hôm mùi nhãn? Thì cũng như là tại vì cái trái nhãn cũng như loài loài trái cây nó loại cái loại nó thơm. Ờ. Nó mới đặt câu chuyện ra là loài loài trái cây nó thơm, ăn vô nó thơm miệng. Vậy là thích hung ai nhất? Dạ. Dạ thường thích hung chiếc xe. Chiếc xe mới mua về thơm. Nó thơm à? Dạ. Vậy nó hung cái đó ai? Dạ. Không cái nữa thì không ai. Không chiếc xe hay gì đó. Nó có mới nói không anh Tám thôi, mùi chiếc xe mà. Tại vì chiếc xe nó quý trọng hơn. Chiếc xe quý trọng hơn anh Tám hả? À, chiếc xe mới cứ về nó quý trọng hơn. Ờ, ai cứ? Anh Tám cứ vậy hả? Rồi, mới vợ. anh Tú này làm biết mà cười mà muốn lộn cả gục luôn cả nhà. Xích vô anh mới đưa dâu về nó thơm lắm. Thơm lắm hả? Dạ. Kỳ vậy? Ai biết đâu mà tại nghe cái hơi xăng á. Ờ. Bay mùi xăng nó thơm. À. Anh Tám cũng thơm lây luôn hả? Dạ, thơm lây heo. À, nói chúc mừng anh Tám gì đi coi. À, xin cảm ơn anh Tám. Cảm ơn gì? Cảm ơn anh Tám ở bên dưới bển mua xe đem xe về đây. Ừ. Cảm ơn anh Tám. Ồ anh Tám có xe mà sao cảm ơn anh Tám. Chúc mừng ổng. Chúc mừng ổng được mua chiếc xe đem về. Vậy nói ngay anh Tám kìa, nói chúc mừng sao? Chúc mừng thì cũng như mình xin lời cảm ơn anh Tám để mà anh Tám mua được chiếc xe thì cũng chúc mừng ổng gì. Cho em hôn anh Tám để thể hiện tình cảm anh em thơm mùi gì nói luôn. Cho hôn cái đi. Hôm mùi xăng. Hôm mùi xăng này. Cho hôn cái nữa đi. Dạ. Hôn cái nữa đi. Hôm 8 hả? Ồ. Ồ. Hôn như sao xong quẹt mũi là sao? Thầy cái mũi mình nó nhột. Nhột. Sao nhột không? Hôm 8. Vậy là từ nay anh Tám anh đi làm cỏ là anh có cái chỗ đậu xe ngon lành rồi, đúng không? Dạ. Em nghe anh Tám nói là anh mà đi ngủ là anh ra ngoài sông anh ngủ ngay chỗ bụi tre hả? Dạ, kiếm cái bóng cây. Ờ, rồi anh nằm dưới đất anh ngủ luôn. Dạ, để cho nó khỏe. Ngủ dưới đất không lạnh sao? Dạ không, cho nó kiếm cái độ lạnh, con người của mình kiếm độ lạnh. Ờ. Sống nó mới dai được. Sống đã chiếu rồi chạy bạc nhưng mà ngủ dưới đất kiếm độ lạnh. Kiếm bóng cây mình ngủ cho nó kiếm cái độ lạnh á, mình ngủ nó vậy nó sống nó mới dài. Mà sao anh nằm ở dưới đất luôn? Đây, kiểu như mình chế tạo ra vậy đó. Mình chế tạo ra? Dạ. Chứ mình ngủ ở trên niệm, trên võng mình không thích hả? Không, nghịch ngậu. Chế tạo ra đi kiếm bóng cây. Ờ, nằm dưới đất rồi kiến cắn rồi sao? Mình cũng lót điểm. Hả? Lót điểm. Lót điểm ha? Ờ. Ải điểm. Sao không về nhà cho vợ quạt? Có chiều nay em về tỉnh rồi, chiều nay hứa vợ em về tỉnh để mà coi cắt nhà cửa cho má em thôi. Vậy là người ta nói anh sợ vợ hay là nghe lời vợ? À, nghe, cũng như nghe lời để mà cắt cái nhà lên cho má em đẹp cái nhà vậy đó. Có sợ vợ không? Dạ không. Không hả? Về tỉnh coi chừng nhà. Ừ. Hồi sáng anh nói gì có con vợ mà bị ăn bị chổi băng họng gì? Kiểu như nó xuống đây cũng như nó xuống ngoài đó. Ừ, cái kiểu như bốn anh em mình nói chuyện qua lại với nhau nó không có được lâu. Ừ. Nên em mới gọi là mấy cái người vậy là hay em tại em cơ con người của mình á để mà nói chuyện bốn anh em mình không có được lâu á. Ừ. Là không được vui á. Ừ. Ừ. Nói với vợ có ngựa rồi từ nay anh đi thỉnh kinh đi, nói vợ đi, nói đi. À, anh Tám mới mua chiếc xe này em.
để mà cho mình đi 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 tu hăng. À, thì chúc giờ nè nói với anh Tám đi. Tám hả anh Tám? Tám mua xe đẹp không? Rồi bây giờ thôi chắc là tới Út Nhất nói lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân đi ha. Cũng như là có chiếc xe này thì cái cảm nghĩ như thế nào, có đồng ý không? Không đồng ý sao được mà xe, xe Út Nhất tự chọn nữa mà. Rồi nói đi. Út Nhất cũng cảm ơn mấy chị, mấy anh, mấy chú đó, mấy cậu với Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Út Nhất mua chiếc xe được, Út Nhất đi làm với rất cảm ơn rất là nhiều. Không ngờ có nhà có xe nữa hả? Đúng rồi, Út Nhất cũng không có nghĩ mà mấy Mạnh Thường Quân kia cho nó. Hôm trước là mình dự định là mua một cái chiếc xe cũ, giá một cái chiếc xe cũ thì nó khoảng 10 triệu thôi. Nhưng mà có nhờ ông anh cũng rất là thân, ông nói bây giờ xe cũ 10 triệu thì không có, mà xe thì nó khoảng 12 triệu thì mình có dự cân đối về tài chính á. Thì thôi thì mua chiếc xe này đi cho nhà mới, có xe mới luôn. Thì cũng qua clip này cảm ơn các anh rất là nhiều. Tại vì bây giờ cân đối về tài chính thêm 7 triệu nữa thôi, mình mua chiếc xe mới nữa cho nó cho nó mới với là tiện lợi, với lại dù sao nó là một cái tài sản mà chắc có lẽ là gắn bó gần như là suốt cuộc đời với Út Nhất luôn á. Cố gắng đây là một người bạn của mình, một cái chiếc xe, một đôi chân giúp cho mình đi xa hơn tí xíu. Mai mốt đi bán khô này kia. Không gài không lo bán gì trơn, bỏ hoài. Đâu chứ cũng mệt đó, chứ dễ gì. Đâu chứ cũng trong cho biết mình khỏe là mình không có đi làm. Cái nhà bức ước quá. Rồi bây giờ còn mong ước gì nữa không? Hết rồi. Cũng như là mấy anh mấy chị Mạnh Thường Quân mua cái xe vậy là đi làm vậy là sống khỏe rồi. Hết sợ rồi. Cũng mới vừa nhận được một cái cuộc hỗ trợ của anh Bình, lúc mà mình mua xe đó là 300 ngàn. Anh Bình ở Sa Đéc ha, anh Lê Bình ở Sa Đéc. Thì 300 ngàn thì mình cũng mai mốt cũng xoay sở cuộc sống hàng ngày, hoặc cũng như là gửi xô vô sổ tiết kiệm luôn. Bây giờ chắc có lẽ là đợi anh Tú cái mình cho anh Tú chào với mọi người rồi mình đi về. Mua xe hình như là cái con người nó mát mẻ ra hay sao á. Dạ. Đúng không? Nói em mua xe để cho giống anh Tâm Tạng đi thôi. Dạ. Dạ. Thấy người nó mát mẻ ra, đẹp trai quá anh Tú. Dạ, đẹp trai. Bữa nay nhìn anh giống như diễn viên Hàn Quốc vậy. Mà cái tâm hồn giống như Tâm Tạng vậy. Ha. Dạ. Thôi nhìn anh đẹp trai trời. Đẹp trai quá, hành chi là vợ ghen. Đúng rồi. Đúng không? Thôi bây giờ nói là chào cảm ơn đến tất cả cô bác của anh chị rồi mình... về với vợ của mình. Cảm ơn mấy chị ở nước ngoài. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn anh Tám. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn anh. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn anh Hai. Anh Hai gì? Anh Hai tuổi. Hôm nay ông làm từ cười tới đầu đến cuối luôn trời. Sao kêu hôm nay tuổi mày? Tại tên anh Hai tuổi đẹp. Sao mới nói xấu bây giờ đẹp? Đẹp. Bị xe mới sắm xe về cỡ gan như anh Tâm Tạng như là đẹp. Nó lai lai gan như anh Tâm Tạng vậy đó. Nên thành nữ là tên Hai Tuấn nó cũng bây giờ nó cũng thành đẹp luôn rồi. Dạ. Rồi tiếp tục cảm ơn hai nữa, ai nữa? Thì cảm ơn mấy chị ở nước ngoài chứ cảm ơn anh Hai rồi. Anh này nữa nè. Dạ, cảm ơn anh. Anh gì? Anh Quân. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa. Làm sao mà cảm ơn anh Nghĩa. Cảm ơn anh gì nữa? Cảm ơn anh Út. Anh Út còn gọi là tên gì nữa? Anh Mạnh Thường Quân. Anh Quân là anh Mạnh Thường Quân chứ không phải quân sĩ nha. Anh Mạnh Thường Quân. Cái nón ở đâu đẹp với anh Tú? Vợ em mới tặng. Vợ tặng hả? Vì lý do gì mà tặng cho anh? Thì cũng như lý do cũng như là mình cũng như đi làm mũ rồi đó, đậu nón lên. Chi? Đi làm mũ đậu nón lên. Tặng chi ạ? Để cho nó nhẹ cái đầu mình. Vậy hả? Rồi vậy thôi, xin chào hẹn gặp lại anh ha. Dạ. Bye bye. Bye bye.